Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Minh Vy đến với phần cuối cùng bản tin FPNC Việt Nam kỳ này. Và ngay bây giờ như đã chia sẻ, xin mời quý vị đầu tiên đến với phần tổng kết thị trường chứng khoán trong tuần giao dịch vừa qua. Phương Lan xin chào quý vị. Kính thưa quý vị, vào ngày 24 tháng 4 vừa qua, thì Quỹ Đầu tư Năng động Việt Nam VFM VFA đã tổ chức Đại hội Đầu tư Thường niên năm 2013. Đây là quỹ mở đầu tiên được chuyển đổi thành công từ dạng quỹ đóng và cũng là quỹ mở đầu tiên trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Theo đó, thì VFM VFA đã thực hiện thủ tục hủy niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 24 tháng 12 năm 2012 và ngày hủy niêm yết có hiệu lực từ ngày 11 tháng 3 năm 2013. Vào ngày 18 tháng 4 vừa qua, thì VFM VFA đã chính thức điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ để chuyển đổi sang quỹ mở. Chứng chỉ quỹ mở VFM VFA giao dịch lần đầu tiên vào ngày 26 tháng 4 năm 2013. Hình thức giao dịch chứng chỉ quỹ mở VFM VFA có tần suất giao dịch định kỳ là 2 lần một tháng, vào ngày thứ 6 thứ 2 và ngày thứ 6 thứ 4 hàng tháng. Thời điểm đóng sổ lệnh là vào lúc 10 giờ 30 phút sáng ngày thứ 5 của kỳ giao dịch. Giá trị đăng ký mua tối thiểu mỗi giao dịch là 10 triệu đồng. Vào ngày 22 tháng 4, thì Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã có thông báo về việc hủy niêm yết của cổ phiếu Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn với mã chứng khoán là SHC. Số lượng cổ phiếu bị hủy niêm yết là hơn 4,3 triệu cổ phiếu. Ngày hủy niêm yết là ngày 21 tháng 5. Ngày giao dịch cuối cùng tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội là ngày 20 tháng 5. Lý do hủy niêm yết là do công ty có lỗ lũy kế tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2012 là âm gần 60 tỷ đồng, vượt quá số vốn điều lệ thực góp là chỉ hơn 43 tỷ đồng. Còn đến với những diễn biến của thị trường chứng khoán trong nước trong phiên giao dịch ngày cuối tuần 26 tháng 4, thì trong phiên giao dịch ngày hôm nay, cả VN Index và HNX Index đều giằng co khá mạnh. Thị trường chuyển động theo xu thế yếu dần đi trong phiên giao dịch buổi chiều. Sức nóng từ các cuộc họp đại hội cổ đông cũng không thể giúp thị trường có thêm một phiên tăng điểm nữa. Và kết thúc phiên giao dịch ngày hôm nay, thì VN Index đã lùi về mốc 474,51 điểm, giảm khoảng 0,44%. Và thanh khoản toàn sàn chỉ còn khoảng 484 tỷ đồng. Tại sàn chứng khoán Hà Nội thì diễn biến cũng không khả quan hơn, chỉ số HNX Index giảm dần vào cuối phiên và đáng chú ý là chỉ có cổ phiếu BVS của xe lắp dầu khí có giao dịch khá lớn, đồng thời cũng khép phiên tăng giá. Đóng cửa là phiên giao dịch ngày cuối tuần thì HNX Index đã giảm 0,56%, còn 58,36 điểm với giá trị giao dịch toàn sàn chỉ ở mức là 279 tỷ đồng, trong đó thì giao dịch thỏa thuận đã chiếm đến gần 50%. Tiếp theo thì để giúp quý vị nắm bắt rõ hơn những chuyển động của thị trường chứng khoán trong phiên dịch ngày hôm nay thì chúng tôi đã mời đến trường quay FPNC anh Phạm Thanh Tường, hiện là giám đốc phòng giao dịch đến từ công ty chứng khoán Phú Hưng. Trước tiên xin cảm ơn anh Tường đã đến tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và có thể nói là trong một tuần giao dịch vừa qua thì chỉ số cả hai sàn đều dao động trong một biên độ rất là hẹp. Bên cạnh đó thì một điểm đáng lo ngại của các nhà đầu tư trong bối cảnh hiện nay đó là thanh khoản liên tục sụt giảm. Về phía anh thì anh nhận định như thế nào về những cái diễn biến gọi là khá là bi quan của thị trường trong bối cảnh hiện tại ạ? Xin kính chào Phương Lan và quý nhà đầu tư. Thì cái nguyên nhân mà làm cho thị trường giảm điểm trong thời gian vừa qua đó là GDP quý 1 rất là thấp, và thứ hai nữa là cái báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 1 của hầu hết các công ty niêm yết trên sàn thật sự là không có được tốt, nhất là các doanh nghiệp bất động sản cho thấy là triển vọng của nền kinh tế vẫn chưa thực sự tốt. Và thứ hai nữa là cái chính sách vừa qua thì thật sự là chưa có cái gì mới, và VAMC vẫn chưa được thành lập, và tín dụng ngân hàng trong 4 tháng vừa qua thì tăng trưởng rất là thấp. Do đó nó cho ta thấy được những cái yếu kém trong hệ thống ngân hàng và cái sự không lạc quan của nền kinh tế. Có thể nói là trong bối cảnh hiện nay thì với những cái thông tin anh vừa chia sẻ thì không mấy là lạc quan, cùng với việc là các kết quả hiện tại chúng ta cũng đang trong mùa báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 1 của các doanh nghiệp niêm yết, và với những cái thông tin rất là nhiều chiều mà cũng không lấy gì làm hứng khởi thì đã cũng là một phần khiến cho thị trường đã liên tục sụt giảm trong thời gian gần đây. Như vậy thì theo anh tổng hợp về những cái số liệu về kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp thì anh có thấy những cái điểm sáng gì không ạ? Thì giống như nãy tôi nói là tất cả các hoạt động kinh doanh quý 1 của hầu hết các doanh nghiệp là đều không tốt.
Đó thì nó ảnh hưởng tới cái tình hình chung của cái tất cả các mã cổ phiếu trên sàn. Và thứ hai nữa là cái dòng tiền đầu cơ hiện tại là vẫn đang đứng ngoài thị trường. Và từ kế tiếp nữa là cái thị trường vàng sao động trong thời gian vừa qua đã thu hút được cái luồng tiền đầu cơ chuyển sang đầu cơ vàng và USD. Và cái đặc biệt nữa là cái từ đến cái khối ngoại, nhất là các quỹ ETF đã tiến hành là chốt lợi nhuận trong thời gian vừa qua. Như vậy theo anh thì nhà đầu tư họ có nên hiện tại thì họ nên tạm ngừng giao dịch một thời gian, đứng ngoài để xem xét thị trường có thận trọng không? Theo tôi thì hiện tại thì như các bạn đã nói thì nếu mà chúng ta mà đứng ngoài thì nó cũng không phải là một cái cơ hội tốt, mà chúng ta hãy cần theo dõi và quan sát thị trường. Thì nhiều người nói là thị trường trong tháng 5 này theo đánh giá chung của thế giới, thị trường chứng khoán thế giới thì tháng 5 thị trường thường là đi ngang và giảm nhẹ. Nhưng nếu mà xét về cái thị trường chứng khoán Việt Nam trong những năm gần đây, ngoại trừ năm 2009, thì chứng khoán Việt Nam đều rơi vào cái chu kỳ giảm điểm vào tháng 5 này. Thì nếu mà xét vào cái dữ liệu trong quá khứ để mà nhận định thị trường trong tháng 5 này, thì tôi cho rằng là thị trường nó sẽ đi ngang và giảm điểm nhẹ. Nhưng mà thực chất nếu mà xét theo quan điểm phân tích kỹ thuật thì khả năng thị trường sẽ đi từ cái vùng là 450 cho tới vùng 490. Nhưng mà tôi khuyến nghị nhà đầu tư khi mà thị trường mà tăng lên tới vùng 485, 490 thì chúng ta nên bán cổ phiếu ra. Và khi thị trường điều chỉnh về vùng 460 cho tới 450 thì tôi khuyến nhà đầu tư là nên tiếp tục tích lũy cổ phiếu có các chỉ số cơ bản tốt. Mà chúng ta mua khi mà thị trường gây vùng 460 chúng ta sẽ giải ngân khoảng 30%, và khi thị trường giảm tiếp thì chúng ta sẽ giải ngân tiếp 30% hoặc là 40% nữa. Và khi thị trường chỉ cần bật lên một phiên thì chúng ta sẽ có những cái mã cổ phiếu chúng ta đã bán ra chốt lời. Trong thời buổi này là sẽ trade in T+1. Chứ khi mà đợi mà cổ phiếu về thì khó mà kiếm được lợi nhuận. Tuy nhiên tôi cũng khuyến nghị nhà đầu tư nên theo dõi quan sát thị trường. Và thứ nhất là nghe các thông tin về kinh tế vĩ mô, thì có khả năng là ngân hàng nhà nước sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất trong tháng 5 này và thành lập VAMC. Đó là thông tin cũng tương đối là tích cực, nhưng mà chúng ta cần phải theo dõi và quan sát. Với những thông tin, vài thông tin tích cực như anh vừa chia sẻ, thì những cái nhóm ngành nào mà nên được chúng ta lưu tâm trong thời gian tới ạ? Thì theo quy luật thì các nhóm ngành, ví dụ như về là các nhóm ngành thiết yếu thì nó sẽ không chi phối về cái nền kinh tế bị khó khăn. Thậm chí hộ gia đình còn chi tiêu cho các mặt hàng hóa như là sữa, dược phẩm, thực phẩm, khám chữa bệnh và xăng dầu là không thay đổi. Do đó trong giai đoạn hiện nay tôi khuyến nghị nhà đầu tư nên tập trung vào các doanh nghiệp trên các thuộc các lĩnh vực ngành trên, thì chúng ta để xem xét đầu tư để cho nó hạn chế về cái vấn đề là rủi ro, và những cái ngành đó thì sẽ có cái hoạt động kinh doanh tốt và ổn định. Thường trên tháng 5 thì các nhà đầu tư người ta thường truyền tay nhau một cái câu rất là phổ biến, đó là sell in May and go away. Và cái câu này thì thường được dịch nôm na là hãy bán cổ phiếu trong tháng 5 đi và rồi chúng ta đi chơi. Như vậy thì quan điểm của anh như thế nào về câu nói này áp dụng trong thị trường chứng khoán Việt Nam vào tháng 5 tới ạ? Thì tôi nghĩ là chúng ta tùy theo bối cảnh của cái thị trường chứng khoán, mà đặc biệt là thị trường chứng khoán Việt Nam, thì chúng ta nó sẽ có nhiều cái biến động trái chiều với thị trường chứng khoán thế giới. Ví dụ đây là một cái cơ hội ai cũng nghĩ là bán cổ phiếu trong tháng 5 này để đi chơi, thì tôi nghĩ là chúng ta thừa cái cơ hội này thì chúng ta cũng nên, mà khi thị trường ai cũng bán mà về cái vùng hỗ trợ ví dụ như là 450, thì tôi khuyến nghị nhà đầu tư nên tích lũy cổ phiếu ở cái vùng này, vì có khả năng là trong những tháng tới thì có những cái chính sách về vĩ mô sẽ hỗ trợ thị trường nó sẽ mặt lại. Thì đây là một cái cơ hội cho những nhà đầu tư mà đang nắm cái lượng tiền mặt nhiều, và thứ hai là nhà đầu tư trung và dài hạn thì nên giải ngân ở cái vùng hỗ trợ 450 460. Xin cảm ơn những chia sẻ của anh trong chương trình ngày hôm nay với tôi ạ. Vâng, đến đây thì bản tin FPNC Việt Nam xin được khép lại. Minh Vy rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin kỳ sau.